Chào Ngọc Lan, chào bác sĩ tâm lý Tô Nha. Dạ, khách mời giới thiệu về mình và nói rõ hơn về cái hành trình đi từ Malaysia về đây cho mọi người biết nè. Em tên là Nguyễn Thị Liên Chi, năm nay là 32 tuổi. Em đến từ Malaysia, em kinh doanh tài chính ngân hàng. Wow. Và cái cơ duyên nào để mà bạn có thể bỏ cái khoảng thời gian làm việc của mình để mà từ bên Malaysia về bên đây chỉ để quay đúng chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa thôi? Tại vì ở bên Malaysia thì mình cũng có theo dõi rất là nhiều chương trình của Mẹ Bỉm Sữa và chị rất là thích chương trình này. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào câu chuyện của Liên Chi bằng tiết mục đầu tiên. Đó là thử nè, nhớ không? Nhớ cái đầu tiên của hành trình làm mẹ là sẽ được nói cái gì không? Nhớ suốt đời. Kinh nguyệt của em không có đều. Tại vì kinh nguyệt của em là một tháng có một lần, nhưng mà nhiều lúc 2 tháng, 3 tháng mà không có. Nhưng mà em với ông xã em thì quan hệ rất là ít. Nhưng mà tại sao có bầu em rất là ngạc nhiên. Tại vì em với ông xã cũng chưa định kết hôn. Tại vì một lần thôi là cũng đủ để có bầu mà. Nhưng mà mình có hình dung về cái câu chuyện là mình sẽ mang thai không? Chưa. Đến lúc là đi làm rồi mấy cái chị mà nhân viên đó nói là sao mà cái ngực của mày nở ra dữ vậy? Tại lúc đó là em rất là ốm, mà tự nhiên nó bự ra thì nó hơi lạ. Mà mình thì bận rộn, mình không có thời gian chăm có sóc. Có nghi vấn về việc là phẫu thuật thẩm mỹ gì gì ở đó. Đúng, là mấy chị nói vậy thôi. Rồi xong rồi về nói với ông xã. Ông xã nói cũng hơi kỳ với em. Rồi ông xã nói thôi gì anh chở em đi xét nghiệm. Là đi xét nghiệm là mang thai. Mình không mua que thử mà mình nghĩ ngay đến cái chuyện là đi xét nghiệm. Tại vì đi xét nghiệm là chắc ăn nhất. Là thử thì nhiều lúc cũng không có nữa. Gần 3 tháng. Rồi tính là cũng phải là 8-9 tuần. Đúng. Rồi lúc đó cái cảm xúc của mình như thế lúc nào? Lúc đó là... Thật sự nó đến với em quá bất ngờ. Nó nói em bị lên máu luôn. Lên máu rồi cao huyết áp. Ngay tại phòng khám luôn. Ngay tại phòng khám luôn. Lúc đó mình nghĩ cái gì trong đầu? Mình nghĩ là mình sẽ bỏ bé. Vì sự nghiệp. Không phải vì sự nghiệp. Nhưng sau này cũng đỡ, cũng nhờ ông xã khuyên và giúp đỡ cái tâm lý cho em. Em nghĩ là như thế này là cũng thông cảm. Đó là bởi vì lúc đó là bạn đang không phải là ở Việt Nam. Đúng rồi. Bạn đang ở nước ngoài và bạn đang đi làm. Cái mục tiêu của cái việc ở nước ngoài là để phát triển. Đúng rồi. Cho nên bây giờ khi mà mình cũng chưa có kết hôn mà mình có một đứa con như vậy thì nó rất là khó khăn trong cái vấn đề giấy tờ. Em bay qua, bay lại, bay tới, bay lui để mà giải quyết. Một tháng xong, chưa xong phải về. Và lúc đó là ông xã em sợ em bị động kinh. Làm thủ tục ở Malaysia thì nó cần rất là nhiều thủ tục. Đến bao lâu thì mới xong được cái giấy tờ đó? Khoảng là 3 tháng. Là lúc đó là bé được 6 tháng. Là kết thúc cái giai đoạn đăng ký kết hôn xong. Là tổ chức đám cưới xong. Trong suốt cái hành trình đó đó, cái phản ứng của những người có liên quan như thế nào? Ví dụ như gia đình mình hoặc là ông xã mình, thì bạn nhận được cái sự hỗ trợ tới mức nào Liên Chi? Nói chung là tất cả gia đình đều ủng hộ. Lúc đó là mình rất là sĩ diện. Đúng. Rất là sĩ diện. Đã vậy bạn còn đi làm xa quê. Đúng. Cho nên là những cái điều tiếng mà tôi có thể hiểu được là cái dư luận dành cho những người mà có hoàn cảnh như bạn thì nó khắc nghiệt đến mức nào? Thật sự rất là khắc nghiệt. Khi mà lũ là bà có bầu con được 3 tháng, về tới Việt Nam ai cũng dòm ngó hết. Lúc đó là rất là chết dữ dằn luôn. Bắt đầu tới bước thứ 6 là mình mới có thể dành được thời gian cho con mình, đúng không? Đúng. Bạn kể cái quá trình đó đi, tôi rất là muốn nghe về cái quá trình đó. Lên ký 20kg. Đó phù đó. 20kg. Đó phù đó. Cái đàn bù đó, cái đàn bù là... Rồi. Là trong vòng có 6 tháng trễ gì sao, ăn trái cây vô tội vạ. Một ngày không ăn trái cây là không được. Mà ăn toàn trái cây có đường cao này chứ đâu. Nói chung là ăn dưa hấu nè, nho nè, mít nè, chôm chôm nè, nhãn nè. Đường không luôn. Rồi bắt đầu đi xét nghiệm. Đi vô bác sĩ xét nghiệm. Xét nghiệm rồi bác sĩ nói là có tình trạng là cao huyết áp. Bên bển nó không có giống Việt Nam của mình. Nói là bắt đầu rút máu. Mỗi lần đi khám một tháng 2 lần là rút 2 lần. Rút đến nỗi mà hai cái tay của mình á nó đen hết trơn luôn, giống như tổ ong vậy đó. Tới lúc cuối cùng rút đó là không còn máu để rút nữa. Trời ơi, không còn máu để rút luôn. Và rút hoài không ra. Lúc đó là mặt mày xanh mắt luôn. Sao có một cái theo dõi thai kỳ nó tốn kém như vậy. Rất là tốn kém. Tốn kém, nó hao tổn. Rất là tốn kém. Chưa là quốc tịch, cho nên... mình chưa được vô bệnh viện. Mình chỉ đi tư thôi. Mà tư bên đây rất là mắc. Có ảnh hưởng đến em bé không? Bác sĩ bên bệnh giải thích là tốt cho bé. Tại vì chỉ có xét nghiệm máu mới chính xác nhất. Rồi qua cái giai đoạn đó là khỏe rất là nhiều.
tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Rồi là tới lúc đi sanh. Tới ngày dự sinh là không hề có cảm giác đau đẻ. À, mình nhớ lúc đó là 10 giờ sáng, là mẹ chồng kêu ăn sáng đi, là 1 tây tháng 9. Là sáng, lúc đó là ăn sáng mà chưa kịp ăn là sao mà mất đi tiểu. À đi vô nhà vệ sinh, vô nhà vệ sinh mà tiểu ra. Rồi đi ra tự nhiên nước nó chảy ra. Vậy là ông xã với mẹ chồng chở đi bệnh viện liền luôn. Là gần ở đó thôi, chỉ có 15 phút là tới rồi. Vô đó bác sĩ bắt đầu khám, khám thai, khám bụng, khám em bé. Là khám chưa được 30 phút là bắt đầu báo tin với mình, một tin rất là khủng khiếp. Con mình sẽ bị chết ngọt ở trong chẩm. Mà lúc đó mình không có cảm giác đau. Em phải ký đơn vô phẫu thuật liền. Em nói ông xã em không có ở đây, đi kiếm ông xã. Ông nói không, không cần ông xã luôn. Em nói với bác sĩ là phẫu thuật liền để bắt bé ra. Tim thai nó nói chung là hỗn loạn ở trong chẩm. Bác sĩ hỏi là gây tê, gây mê hay gây tê. Mà nói là gây tê đi anh, tại vì để cho em biết cái cảm giác để sinh em bé nó ý nghĩa như thế nào. Thì bạn vẫn cảm nhận được người ta nhấn đúng, cái bụng đúng, của đúng. Mình được người ta bế bé. Đúng, đúng, rất là ý nghĩa. Bác y tá bên bệnh rất là dễ thương. Em ơi cố lên. Ủa mà sinh mổ mà sao kêu rặn ta? Không, vẫn rặn, kêu rặn. Chứ vậy? Rặn đi, em không hiểu. Mà kêu rặn em vẫn rặn. Kêu gì em làm nấy. Hợp tác cực kỳ. Hợp tác cực kỳ là rặn. Kỹ thuật của người ta là như vậy. Người ta bắt mẹ phải gồng sức, gồng sức như vậy hả? Để mà tại vì bác sĩ không em cũng nghe bên đây á là bác sĩ đè bụng mình xuống đó không? Nhưng bên bển kêu mình gặn. Y gan như mình đẻ bình thường như vậy đó. Thì thôi, mà để bác sĩ nào mà coi thì giải thích giùm, comment ở dưới giùm. Mình gặn cái đầu trước, lòi cái đầu ra rồi. Bắt đầu là bác sĩ kêu lòi em bé ra rồi em mới gặn thêm nữa. Là lòi em bé ra là khóc. Đuối dữ dằn luôn. Bắt đầu là chuẩn bị ngủ luôn. Là bắt đầu bác sĩ kêu tỉnh đi em ơi, con thức dậy rồi, con đẻ ra rồi. Mạnh khỏe, trắng tươi, đẹp trai lắm. Là bắt đầu lúc đó mình rất là hạnh phúc. Thì lúc đó là mình có cảm giác là mình rất là sợ con mình chết ngợp trong đó. Rất là sợ luôn. Khi mà bé ra rồi là nói chung tiếng khóc đó nó giải quyết hết những cái lo lắng của mình. Đúng là bây giờ mình mới hiểu được cảm giác là làm mẹ là như thế nào. Nhưng mà mình thấy con mình là mình hạnh phúc rất hạnh phúc ngàn lần lắm rồi. Rồi sau đó là xong xuôi hết. Đợi bác sĩ giá xong, mai xong đẩy mình ra ngoài. Lại tiếp tục một cái bi kịch nữa. Trời ơi sao mà ủa chưa xong tôi hả? Vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm được hả? Chưa xuất viện mà chưa xuất viện 4 tiếng rồi bác y tá vô kêu là chị ngồi dị tập đi để cho nó vết thương nó mau lành. Đúng rồi, thì mình cũng ngồi dị mà mình ngồi không được. Bác sĩ nói là rồi sao em không ngồi dị tập nó nói là cái chân em đi không được. Ông xã cũng nói ủa sao em không đứng dị nói thuốc tê chưa tan, chân thận là chân phải đúng không? Nhưng em chân thận của em là chân trái. Chân trái. Chỗ gì không được. Bị lúc đúng đó với chân mới trái. Là khóc. Mới bắt đầu khóc. Sợ. Mới bắt đầu sợ. Là chuyện gì mới đây? Mới bắt đầu là khủng hoảng. Mới bắt đầu. Tại vì khi mà một người bình thường lành lặn, tự nhiên cái chân mình không phải là của mình nữa. Mà bác sĩ đi xét nghiệm máu, xét nghiệm tủy, rồi xét nghiệm toàn thân, rồi chích điện. Chích điện. Mà vẫn không phản ứng. Nói chung là bác sĩ nói là một câu với em là cái chân em khả năng phục hồi chỉ có 0.01% mà thôi. Trời ơi. Là có thể là liệt suốt đời. Nhưng mà lý do? Lý do không biết lý do luôn. Tại vì làm đủ thủ tục hết rồi. Mà không tìm ra lý do. Xét nghiệm đủ hết luôn. Nhưng mà không hề biết lý do. Đây là một trường hợp rất hiếm. Đúng, nhưng mà nó vẫn có trong thực tế những cái ca như vậy. Đó là khi mà có những cái cơ địa nó đặc biệt và nó phản ứng với thuốc tê hoặc là thuốc mê này kia cái nọ thì nó vẫn có những cái gọi là những cái biến chứng. Nhưng mà chí ít là người ta còn trả lời được là do biến chứng của thuốc tê hoặc là thuốc mê. Tại vì rút tủy máu ra để xét nghiệm là tủy máu không có thuốc tê. Rồi xét nghiệm máu bình thường cũng không có thuốc tê. Và sử dụng tới chích điện luôn. Mà cái chích điện là đau lớn nhất. Vậy thì mình phải sống với cái chân mà không cử động được lúc trong bao lâu và lúc đó mình sẽ... Nói chung là sống trong địa ngục. Sống trong sự... Tại vì Lan hình dung là bạn này với tất cả những gì mô tả trước đó thì bạn là một người rất là năng động, cũng muốn xử lý rất là nhiều thứ trong cuộc sống của mình một cách chủ động. Có lẽ là lúc này là cái nỗi lo lắng nhất đó là bạn sợ bạn không chăm được cho con đúng, của mình. Đúng, lúc đúng. Đó có ai bên cạnh em chị? Lúc đó là có rất nhiều người thân bên cạnh mình. Nhưng lúc đó là mẹ chồng cũng đã lớn tuổi rồi. Nói chung là trông cháu thì mẹ chồng không trông nổi. Chỉ giúp đỡ thôi. Nhìn lúc đó là mình mới điện gọi về nói với mẹ. Với ba,
là nói chung là bây giờ mình mới hiểu được tình thương của cha mẹ rất là vô bờ bến. Mình đi gì chỉ có một tiếng thôi là qua với xong, mẹ mua vé bay qua Malaysia liền. Thì lo cho mình, nói chung là không có cha mẹ thì không có em ngày hôm nay. Em bị chết khủng hoảng luôn, em không hề biết. Trầm cảm. Trầm cảm nặng luôn. Mà em tự nghĩ ra em là một người rất là kiên cường. Sau đó là mình đi trị liệu. Trị liệu mà trong quá trình trị liệu nó là, nói chung là rất là gian nan, rất là khó khăn đối với mình. Cái chân mà bác sĩ kêu một câu mà mình nhớ hoài: em cử động thử được không em? Mà trong khi đó cái chân mình nó không có cử động được. Kêu dở ngón tay chân lên cũng như ngón chân mình. Kêu dở lên được. Dở lên thôi, dở gì đâu. Mà không hề dở được. Mà lúc đó là đi chích điện là một tuần hai lần. Rồi đi tập trị liệu. Rồi đi, nói chung là ông xã, ông xã của mình, thật sự mình có được một ông xã xứng đáng để mình trao gửi tấm lòng sau này. Nếu mà ông xã mình mà không bên cạnh mình là mình sẽ không được như ngày hôm nay. Tại vì thường những người mà họ bị mà giống như là không bị mất đi một cái phần cơ thể của mình, họ luôn có một cái suy nghĩ là họ là một người bất lực và là gánh nặng của mọi người. Nói chung là mấy người, một người là vô dụng, là không làm gì được. Ông xã đã có con rồi, có cực khổ, lo thêm cho mình một người tàn phế nữa. Nên rất là thương ông xã, nên đề nghị ly hôn để cho anh có cái tương lai tốt hơn. Nhưng ông xã mình nói với mình một câu: anh nghĩ, anh tin là em sẽ làm được, làm không được thì có anh ở đây. Lúc đó là mình cảm thấy là mình hạnh phúc nhất trên đời luôn. Lúc đó là con mấy tháng rồi? Mới có 2 tuần tuổi thôi. Mà ông xã chăm sóc mình à, còn hơn mẹ ruột mình chăm sóc mình nữa. Là vết thương mổ của mình đúng không? Là anh lao một ngày 3 lần. Chân của mình bị cứng đó. Lúc đó là còn cứng nữa, nó chưa có tan thuốc tê, nó còn cứng. Là một ngày anh đi làm về là anh tranh thủ thời gian xoa bóp cho mình 30 phút rồi anh mới đi làm. Cái người phụ nữ mà họ càng mạnh mẽ, họ là một cái người năng động, họ là một người của xã hội, thì thực chất những người phụ nữ đó lại là những cái người phụ nữ rất là yếu đuối. Ví dụ như một đứa nó yếu ớt, một người nào đó rất là mong manh, họ gặp biến cố thì có rất nhiều người quan tâm. Nhưng mà với những người mạnh mẽ thì chúng ta hay bị một cái suy nghĩ là chắc nó ổn thôi, nó đã từng mạnh mẽ như thế cơ mà, rồi sẽ được. Điều này nó làm cho chúng ta càng cô đơn hơn nữa. Cho nên khi mà một người mà càng mạnh mẽ mà họ chỉ cần nhận được một cái sự giúp đỡ nhỏ thôi, họ cảm thấy hạnh phúc rất là nhiều. Mà huống hồ chi ông xã của bạn này là làm quá nhiều việc cho bạn này. Nói chung là em quyết định ly hôn dữ dàng lắm, mạnh mẽ lắm luôn. Là con em nuôi, anh khỏi nuôi luôn. Nhưng mà bảo đảm lúc đó mà ông mà chịu ly hôn bây giờ hối hận. Không, nhưng mà lúc đó ông ly hôn thì thôi cũng nên ly hôn. Bây giờ là cái bước ngoặt để mà thử lòng ông xã mình như thế nào. Đó, bác cũng gài người ta từ trận này qua trận kia. Quý vị có thấy là phụ nữ rất là mâu thuẫn, mọi người thấy không? Đâu, bây giờ nói thấy bà nguy hiểm. Một người đàn ông không chấp nhận mình rồi thì mình nên chấm dứt sớm. Đúng rồi. Để mình được cho cái người mình thương yêu được có lối đi tốt hơn. Thấy chưa, ngay cả cái quyết định đó mà cũng thể hiện sự mạnh mẽ. Nếu mà theo kiểu là ừ được không được thì tính sớm luôn. Trị bao lâu cái chân đó? Là trị trong vòng 4 tháng. 4 tháng. 4 tháng chân mới được từ từ phục hồi. Là chưa có đi được thực nữa. Ra nó cũng rất kỳ diệu. Đúng. Đó. Với cái khẳng định 0.01% mà bây giờ bác sĩ đã nói như vậy luôn là bó tay. Nói chung là về nhà tự trị. Mà thật sự là có phép màu đối với mình. Nó nói là bác sĩ ngạc nhiên luôn. Đến lúc mà đi tái khám lại là bác sĩ nói là tại sao làm được như vậy? Khoảnh khắc mà bạn bắt đầu cử động lại được cái chân á, nó như thế nào chứ? Nói chung là nó rất là bình thường. Là lúc đó là tối. Tối lúc đó là ông xã đi làm cả đêm. Mẹ chồng thì ngủ bên phòng kế bên. Lúc đó là con đói bụng. Em không cho bú sữa mẹ. Thì bác sĩ nói là rất có thể là trong máu em còn thuốc. Nên tốt nhất là không cho bé uống sữa mẹ, cai sữa mẹ. Sau đó là em nuôi sữa ngoài không à. Cái phép màu cái gì á là tự đứng lên. Tự đứng lên luôn. Được luôn. Tự đứng lên trời, luôn. Trời tôi bị đổi da gà luôn á trời. Lúc đó là từ từ mò từ đứng lên. Tại trong phòng đi ra là cũng phải một khoảng xa mới tới. Là tính từ từ đi lên. Đi lên là tự đi được mà không hay luôn. Đi quên được không hay luôn. Tự đi tại luôn. Lúc đó là con đói, con nó e nó đói. Lúc đó là đi ra ngoài pha sữa. Lúc đó mẹ thức dậy, mẹ hỏi: "Ừ con làm gì con?" Là nó con đưa pha sữa. "Ủa cái chân con đi được hả?" "Dạ đi được." "Hả? Đi được kìa." Lúc đó mới giật mình. Là lúc đó là mới biết là mình đi được. Là mình đi từ từ thôi chứ không có đi như người ta. Đi từ từ. Nhưng mà rõ ràng là đi được. Là đi được. Lúc đó là mừng vô cùng.
Nói chung là phép màu nó đến với mình. Có la làng lên không? Không. Lúc mừng đó là, đến mức im lặng. Lúc đó luôn là không phải gì, ông già chồng với mẹ ở nhà tối nữa, lúc đó 12 giờ đêm nữa. La ông sùm nó mình điên. La ông sùm nó mình điên. Rồi bà này ba mạnh mẽ. Ba mạnh mẽ, ba lý trí vô sợ luôn. Tối là nhắn tin cho ông xã luôn, tại ông xã làm ca đêm mà. Lúc đó ông xã là rất là vui. Đồ chị em, đúng hả? Đúng, đúng thật sự anh. Là em đi được rồi. Lúc đó ông xã rất là, nói chung là dục được cái bao tải xuống dưới đó. Mình dạy con, mình chăm con như thế nào nè? Con của chị rất là ngoan. Đối với con của mình á là không hề khóc. Chỉ là e là bú sữa là ngủ. Ngủ xong mà ngủ không phải là ngủ 2-3 tiếng đâu nha. Ngủ tới sáng luôn. Bên gia đình mẹ của em và mẹ của mẹ chồng phản đối kịch liệt cách của em dạy con em như vậy. Cách gì nè? Cách gì mà bị dữ vậy? Là em cho con em là đói mới được ăn. Ừ, tôi đúng mà. Mà bên bển không cho. Ăn theo giờ. Tại vì là cháu đích tôn. Có một đứa cháu duy nhất trong đúng dòng họ thôi. Sợ đói, sợ thiếu dinh dưỡng, sợ con không đủ chất, con không đủ cân nặng. Mẹ chồng là cái người mà gây cái áp lực nhiều nhất. Tại vì mình sống làm dâu bên bển mà mình phản đối bà vợ chồng thì không được. Nhưng mà mình không phản đối, mình tiếp thu. Mình chỉ im lặng tiếp mình làm nhưng thôi. Nhưng mà nói là mẹ ơi con đói hay cho ăn. Nói chung là gian nan. Nói chung là dâu xứ người không có đơn giản. Tôi nghe bạn nói cái tôi bị nhột. Từ lúc lọt lòng cho tới tận bây giờ là ăn uống theo giờ, theo giấc. Đúng giờ là phải ăn, đói không đói gì cũng ăn. Cho nên là tại vì sợ con đói, sợ con ốm. Không, thực ra là cả hai đều đúng. Nhưng mà nó phải là đúng theo kiểu này. Có nghĩa là thực ra đói là bản năng. Cho nên là ví dụ như em không cho ăn thì cũng sẽ gào thét và rồi, nó buộc phải ăn. Thế thì cái câu chuyện nó phải được cân chỉnh trên cái việc đó là cái giờ mà mình cho trẻ ăn nó phải hợp lý. Có nghĩa là không thể nào cứ 2 tiếng bắt con người ta ăn một lần, nó rất là vô đúng lý. Rồi, đúng như rồi. Vậy thì nó phải đủ dài để đứa đúng trẻ rồi đủ đói. Và cái thứ hai là đứa trẻ cũng thiết lập được cái đồng hồ sinh học là con sẽ no trong khoảng thời gian đó thôi. Và đến cái đoạn đấy thì con cũng sẽ tự có tín hiệu đói để con ăn. Tức là cả hai nó phải kết hợp rất là nhuần nhuyễn. Trước khi cho con ăn là cho con chơi thoải mái. Ừ, để chơi được nhiêu chơi, đừng có sợ nó té nữa. Em là không hề sợ con té. Té rồi ngồi với con. Bà nội rất là thương. Thương đến nỗi mà giống như là cái báu vật vậy đó. Sợ đụng như là bể. Lúc đó là mình là chiến tranh với bà nội dữ dằn. Là tại vì con của mình, mình hiểu tính nó, là cho con em tự lập từ nhỏ để nó vấp ngã, nó tự đứng lên. Bây giờ có cái gì mà thực sự vui mà mình cảm thấy trời ơi có, đáng có yêu một lắm. Chuyện rất là vui là hồi năm ngoái mình về Việt Nam đi du lịch Đà Nẵng, Hội An với bà này Hiêu. Từ ở An Giang của mình lên thành phố là lúc mình đi xe. Mà trong lúc đó là có đem con gấu của nó. Con gấu đó là theo nó từ gấu lúc ghiền. Đúng là theo lúc đó là 3 tháng tuổi tới bây giờ. Mà lên máy bay mà mình cũng quên đi lu bu quên. Xuống máy bay nó cũng không đòi luôn. Tới chỗ cái resort bắt đầu mới nhớ là nó khóc banh cái resort luôn. Banh cái resort là không ai ngủ được với nó luôn. Sau đó là mình có một cách là lấy cái áo của nó đưa mặt, nước miếng nhiễu từ lưa đó là bắt đầu quấn vô cái khăn. Rồi đưa nó hử thì nó ngủ đúng cái mùi đó đó. Là đúng cái mùi của con gấu đó. Tính ra cũng sáng tạo đó không? Chỉ có khi nào mà chúng ta đủ để ý và chúng ta hiểu đúng về rồi cơ chế của con trẻ đó thì chúng ta sẽ xử lý những cái chuyện lúc này. Lúc đó là bé chưa được, bé chưa được có 1 tuổi thôi. Đúng rồi, nhưng mà mình hiểu, mình hiểu lý do là vì sao. Mà nhiều lúc á là mình cảm thấy là con là một cái điều quý giá nhất. Nhưng mà ngày xưa mình có nghĩ đến bỏ con là một cái điều hối hận bây giờ. Mình nhìn thấy con đòi có con gấu thôi. Nói chung là đối với nó là con gấu đó là không có cái gì mà thay thế được. Người lớn của mình ích kỷ quá. Tính nhiều quá. Tính nhiều quá, lo nhiều quá. Bây giờ mình mới hiểu được là làm mẹ không đơn giản như mình nghĩ. Đúng rồi. Vậy thôi cũng đừng có hờn bà nội nha. Bây giờ mình có những cái gì mình nhắn gửi không? Mình sẽ nhắn gửi đến gia đình hai bên. Và nhất là ông xã của mình đã đồng hành và cho mình được cảm giác được cái thực sự hạnh phúc khi đã lập gia đình. Thứ hai là gửi đến tất cả những mẹ bỉm sữa. Có nhiều bà mẹ trên thế giới á, là du sinh mà kiếm con rất là cực. Nên mình có cơ hội được làm mẹ là một cái thiên sứ của trời cho. Nên mình nên giữ cái đó. Cảm ơn câu chuyện bạn đã mang đến cho chương trình. Bữa hành trình bay từ Malaysia về đây chỉ để quay chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Và chúc cho bạn cùng với lại ông xã của mình ngày càng có thêm thật nhiều cái tình cảm nhiều hơn nữa. Chúc cho con bạn ngày càng khỏe mạnh và
đặc biệt là chúc cho cái mối quan hệ giữa bạn và mẹ chồng của mình có thể là cải thiện. Đúng rồi, nó có cái cải thiện và thấu hiểu nhau nhiều hơn để cùng nhau chăm cho con và cho cháu tốt hơn. Mình giùm em ha. Vâng, em mình chào bạn nha, mình là tên là Nguyễn Hữu Thịnh, mình hiện tại là đang sống và làm việc ở Hà Nội, còn mình thì quê ở Nghệ An. Mình là một nhân viên văn phòng làm bên cái lĩnh vực xây dựng. Mình sinh năm bao nhiêu anh Thành? Mình sinh năm 1989. Ừ. Rồi, ở Hà Nội vậy thì ghi hình ở trong Sài Gòn thì mình vào được không? Bạn có thể nói do lại cho mình thì không nghe rõ ấy. Tức là có nghĩa là ghi hình ở trong Sài Gòn á, ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì mình phải vào đây á, thì nó có bất tiện gì cho mình không ạ? À, về cái công việc thì mình đi vào đấy thì mình sắp xếp được ạ. Ừ. Rồi, ok. Vậy mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha. Mình chủ động mình chia sẻ nha. Rồi, mình thì về gia đình của mình, về điểm mạnh, điểm yếu của mình thì mình là thuộc tiếp người của gia đình. Mình cũng rất là hiền lành và không gia trưởng. Mình có tính rất là thương người, hay giúp đỡ người khác. Và hai nữa là mình rất là hay chia sẻ, sống nó hay chia sẻ. Còn mình là một người đàn ông có chút sống hơi nội tâm một tí. Hơi nội tâm. Và đặc điểm của mình thì hơi rất là sạch sẽ, khá là sạch sẽ và gọn gàng. Mình làm việc hay làm cái gì cũng có một cái kế hoạch ở trước ấy. Ừ. Rồi đường tình duyên mình thì sao ạ? Mình bao nhiêu mối tình rồi? Về đường tình duyên của mình thì mình chỉ mới một mối tình thôi. Cũng cách đây khoảng 3 năm rồi. Chia tay cách đây khoảng 3 năm. Lý do làm sao chia tay ạ? Vì cái thời điểm đấy thì là có mình yêu nhau được khoảng gần 3 năm, thì là cái thời điểm đấy là mình làm trong lĩnh vực xây dựng ấy, thì là mình cái công việc nó rất là bận, mình cũng dành ít thời gian cho bạn ấy, quan tâm bạn ấy, thì cái thời điểm đấy là nó cũng khó khăn về mặt nhiều mặt nữa, thì nên hai người thì thấy sự quan tâm nó không, mình chưa kịp thì lại chia tay. Ừ, rồi ok, bây giờ mình muốn tìm một người như thế nào ạ? Hiện tại thì mình muốn tìm một người là cùng quê Nghệ An của mình. Vì lý do là mình tìm người ở Nghệ An ấy thì là vì là muốn nó gần nhà hai bên, để sau này mình có cái thời gian nhiều dành cho hai bên gia đình. Hai nữa là những cái lúc mà mình muốn bố mẹ của mình đi thăm nom, thăm các cháu hoặc đi chơi các cháu, con cái nó đỡ vất vả. Vì mình cũng có hai người chị ấy, thì sống ở trong miền Nam, nên thấy cái cảnh bố mẹ đi chơi cháu nó hơi vất vả, nên mình cũng muốn là lấy người ở Nghệ An thôi. Đấy là cũng một lý do của mình. Nếu mà người Nghệ An thì mình đang ở ngoài Nghệ An luôn mà, sao mình không có tìm được người phù hợp hay sao? À, hiện tại thì mình sống ở Hà Nội. Mình ở Hà Nội, đúng không? Và mình cái môi trường của mình làm nó cũng rất là ít tiếp xúc với các bạn nữ, vì mình làm trong cái lĩnh vực của bên xây dựng ấy. Ừ. Thì là rất là ít có cái cơ hội tiếp xúc với các bạn nữ cùng quê. Rồi, mình cao bao nhiêu vậy Thịnh? Mình cao khoảng 1m65 đến 1m67 tầm đấy. Thì cân nặng gì khoảng hơi nhẹ. Mình cao gì mà 1m65 tới 1m67 mình đo. Đã. Nó ra bao nhiêu chứ sao mà dao động nữa. Chiều cao dao động. 1m67.
1m67. Mình cũng cao mà. Ừ, mình có tập thể dục rồi nè, thể thao, chơi thể thao gì không? À khó, mình là cũng có một con người rất là hay chăm lo cho bản thân mình ấy, kiểu như là mình quan niệm là khi mà mình chăm lo được cho mình thì mới lo được cho người khác ấy, nên mình cũng rất là hay thể dục thể thao, tập gym. Nếu như công việc mà rảnh rỗi là mình hay đi đá bóng và tập gym, trước đây mình hay đi tập gym. Rồi ok. À, vậy chắc là quan trọng nhất là tìm cái cô ở cùng Nghệ An đúng không? Vâng, cùng Nghệ An. Hai nữa là về cái mình cũng có cái mình hay xem cái tử vi ấy, thì nó cũng 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 kiểu kiểu như là mình cũng muốn chọn người nó hợp tuổi ấy. Mình Nhưng thích mà hợp là 96 92 đây á hả? vâng. Nhưng mà mình đang làm việc ở Hà Nội, ví dụ như bạn gái cũng đang làm việc ở Hà Nội hoặc là khu vực phía Bắc á, mà không nhất thiết là phải cùng quê Nghệ An thì có được không? Còn những tiêu chí khác thì đáp ứng được cho mình. Hay là bắt buộc là tiêu chí đầu tiên là phải quê Nghệ An? Nếu như gần gần Nghệ An cũng được, cũng ngoài Bắc cũng được, cũng Nói cũng chung là không khu không vực nhất thiết. miền Bắc và bạn gái đang làm việc ở Hà Nội là cũng ok ha. Vâng, cũng ok. Hai nữa là mình hay xem tử vi thì mình cũng muốn là nó cái độ tuổi nó Rồi đáp ứng được tuổi của mình luôn. Thứ nhất là đáp ứng được tuổi, thứ hai là hiện đang làm việc tại Hà Nội nè. công việc của bạn đấy là gì ạ? Nói chung là có công việc ổn định. Vâng. Rồi ok, nói chung hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà có người phù hợp á thì chương trình sẽ báo để mình sắp xếp vào Sài Gòn mình ghi hình ha. Và hai nữa là mình cũng xác định là tham gia chương trình để lập gia đình chứ không phải là Đúng rồi, bạn gái người ta cũng mong muốn tham gia chương trình để lấy chồng luôn đó. Cho nên là những cái tiêu chí của mình không phải là đáp ứng hết 100% nhưng mà sẽ ưu tiên cái tiêu chí mình mong muốn nhất ha. rồi. Rồi ok, cảm ơn anh Thịnh. Có gì anh đợi thông tin từ chương trình nha. Sao ạ? Có gì anh đợi thông tin từ chương trình nha. Buổi cắt của mình xong rồi đó anh. À vâng. Việc tuổi tác quê quán của À, em gì chị nha? dạ em tên Nguyễn Văn Chính ạ. Sinh năm 1985 ạ. Em giới thiệu đi em ơi, chủ động lên, công việc Dạ. quê quán của mình là gì? Dạ. Em Nguyễn Văn Chính ạ, sinh năm 1985 ở Bình Phước ạ. Công việc em là gì em? Dạ công việc em là một giám đốc công ty, một thành viên ạ. Trời ơi, giám đốc công ty một thành viên, mình kêu ông giới thiệu cái bản thân thôi mà ông nói gì đâu mà nó cứ từ từ vậy. Bản Giới thân thiệu hả rõ chị? ràng. Giới thiệu về cái quê quán nơi chốn rồi hiện đang Quê làm ở quán đâu. em ở Thanh Hóa, hiện ngụ đang ở Hớn Quản, Bình Phước ạ. Là mình ở đây là mình ở với ai hay là làm công ty thôi hay là mua nhà hộ Dạ khẩu chuyển em luôn rồi. nhà cửa có mặt lập nghiệp từ năm 88, cha mẹ vào đây từ năm 88 tới giờ. Trí đúng không? Trí đúng không anh? Sao chị? Mình tên Trí đúng không? Dạ Nguyễn Văn Chính ạ, chính thức chính tả. À, anh Chính là sinh năm bao nhiêu vậy anh Chính? Dạ em sinh năm 1985. 1985. Rồi mình nói Rồi là một mình chút điểm đang mạnh điểm yếu đi. Mình nói một chút điểm mạnh điểm yếu đi anh Chính ơi. dạ điểm mạnh em thì hòa đồng vui vẻ, công việc nhiệt tình với công việc. Điểm yếu thì cũng hơi nóng tính, đôi khi áp lực công việc quá thì cũng hay bị chép quạo một chút. Còn về cái ưu điểm thì tất cả những mọi việc trong gia đình, sinh hoạt hàng ngày thì đều có thể làm được. Mình đã từng kết hôn chưa? Dạ em đã từng kết hôn và đã ly dị nay được ly thân thì được 3 năm, mà ly dị chính thức là được hơn 1 năm ạ. Đầu ly thân mà tới 3 năm luôn. Dạ đúng ạ. Ly thân rồi để nó thay đổi gì không? Nó có thay đổi gì không? Sao để lâu vậy? Dạ không ạ. Nói chung là vợ em có tình cảm với người yêu cũ nên em quyết định dừng lại.
Rồi bây giờ hai người đó đến với nhau chưa? Dạ đến với nhau rồi ạ. Người yêu cũ hả? Dạ đúng rồi, người yêu cũ của vợ em ạ. Ừ. Rồi, có lý do là vậy thôi hả? Mình ở được bao nhiêu lâu rồi, có con gì không anh? Dạ em ở được từ 2007 á. 2007 con em cưới vợ mùng đầu năm 2007, thì cuối năm 2007 là có con đầu và con thứ hai là 2012. Hai đứa con trai đang ở với em ở tại Bình Phước. Ồ, là chị ấy không có nhận nuôi hay là mình muốn nuôi hết hay sao mà không chia ra? Không, mà nói chung là em ra tòa em không cần cấp dưỡng á, em tự túc nuôi nên được hơn 1 năm. Có người nào phụ mình không? Hay là mình tự mình sao mình Dạ chăm không, được? thì kinh tế của em cũng tạm đủ để nuôi con nên là em cũng không có cần ai phụ. Cha mẹ Nhưng cũng ở gần em, nhưng mà nói mà... chung là cũng cha mẹ già rồi. Cha mẹ sinh năm 49, mẹ cha sinh năm 49, mẹ sinh năm 52. Nhưng mà anh chăm sóc con thì có thuê người phụ gì không? Dạ thì cái con nó cũng lớn rồi nên là ăn uống sinh hoạt thì cha mẹ nấu nướng phụ, còn em thì cũng đi làm trên công ty rồi tối về nhà với con, trưa cũng thỉnh thoảng cũng về, có bữa về bữa không. Con cái thì hai Con đứa là lớn, bao nhiêu tuổi anh? Hai đứa nhiêu tuổi rồi? con em 207 với con 212, hai là con À, trai ạ. 207 với 212. Trời ơi, 207 hả? Hai, Dạ ủa sao 207 hả? Là năm nay bao nhiêu tuổi ta? mười 16 tuổi á chị. Trời đất ơi, ông bằng tuổi tôi mà con 16 tuổi mà tôi bái phục thiệt chứ. Dạ chị Mê thông ông cảm, một tôi em ham vui sớm nhỉ. Thông cảm ạ. gì, giờ ông có đứa con mười mấy tuổi là sướng rồi còn gì nữa. Trời quá Dạ giỏi. Ok rồi, ôi rồi tôi thấy ông là người coi như cũng công việc ổn định này kia mà sao không có bạn gái mà phải tham gia chương trình á. nhà nói chung là mình tin vào duyên số ạ. Mình tin vào giống kiểu mà định mệnh nhá, nên là em cứ nghĩ thôi, cứ nhờ vào chương trình để cho nó có cái sự hên xui. Nếu biết đâu được mình có duyên thì mình kiếm được người phù hợp. Đối với em thì em đi làm này thì cũng khoe thật là cũng có rất là nhiều người, người ta cũng muốn đến với em, nhưng mà em cảm nhận em cũng chưa vội vã mấy nên là em cũng chưa có quyết định. Em thì cũng đang còn lưỡng lự, tại vì nói chung là cái tình cảm sứt mẻ là mình cũng muốn từ từ cho nó ổn định lại cái tinh thần đó. Là đã lâu lâu rồi, coi như là ly dị được mấy năm rồi. Dạ chưa được 1 năm ạ. Nhưng mà ly thân được 3 năm ạ. Vâng rồi, ok anh, bây giờ anh muốn tìm một cái người như thế nào, anh mô tả về ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Nói chung thì em chỉ cần tìm một người có gia đình cũng được, chưa có gia đình cũng được. Tuổi tác thì cô em khoảng từ 5 tới 7 tuổi ạ. Ở thì vùng miền nào cũng được, nhưng mà em cũng cho em được xin mãn phép là hạn chế, em cũng không muốn lấy người phụ nữ ở miền Tây ạ. Nếu mà có duyên thì bất chấp. Trước tiên thì, em xin mãn phép là em không có Không hợp sao, mình cứ đưa ra tiêu chí đi. với em. Tiêu Mình chí cao thì bao nhiêu? nói chung là em cũng 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 trung bình thôi, nên em cũng không có cần gì phải đòi hỏi người phụ nữ đó cao sang lắm đâu. Chủ yếu À là không, mình cái này là tôi hỏi rồi, anh cao bao nhiêu á để tôi biết cái thông em tin cao rồi. 1m67 á, nặng 75 kg. Rồi. Rồi bây giờ cô đó ly dị đang nuôi con được không anh? Dạ được ạ. Nhưng Rồi mà anh có anh nói đi ạ. Anh có điểm gì, anh yêu cầu gì nữa anh cứ nói đi ạ. yêu cầu thì nói chung là lấy một người vợ hiền, đảm đang, biết lo việc nhà, nói chung là người phụ nữ có gia đình á. Em còn không muốn là những cái người phụ nữ mà chơi bời hình thức lẻ lẹt quá thì em cũng không thích. Nói chung là người 50-50, nữ truyền thống nữ hiện đại là tốt. Công việc thì đối với em thì cũng không yêu cầu là phải công việc ổn định lắm đâu. Tại vì nếu mà không ấy thì về quản lý đồ phụ em cũng được. Không không có yêu cầu phải lương lậu bao nhiêu cả. Rồi ok, nếu mà được chọn thì chương trình liên hệ lại với anh sau nha.
Rồi, phần casting của anh xong rồi đó. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Chào chị. Đây là Dương Thị Thu Thủy. Hiện tại chị đang làm công việc tự do. Ngày trước thì chị làm ngân hàng, nhưng mà sao chị nghỉ? Chị đang làm tự do và làm bên mảng bất động sản với lại mảng tài chính. Là chị đang ở Đà Nẵng. Chị sinh năm mấy hả chị Thủy? Chị sinh năm 1985. Chị ở Đà Nẵng là quê chị luôn hay là chị lên đó làm việc thôi? Quê chị ở Quảng Nam. Chị ở Đà Nẵng với ai? Chị ở hai mẹ con chị. Con chị là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi nha. Dạ, là bé đang đi học ở Đà Nẵng luôn hả chị? Đúng rồi. Dạ. Rồi chị với anh sao mà mình không ở chung với nhau nữa vậy chị? À, thì hồi xưa cũng ở trong Sài Gòn á, xong rồi Bình Dương chứ. Xong rồi cũng không hợp đi chia tay từ 2016. Mình không hợp là mình không hợp ở điểm nào chị? Là ảnh ở cùng quê chị luôn hay là ảnh ở Bình Dương? À, cùng quê. Do chị chọn nó sai. Cơ bản là chị tính chị là người năng động mà nhanh nhẹn đó, nhưng mà mà cũng như này, chị ham công việc á, xong rồi chị cũng lo làm rồi này kia rồi ảnh thì gia trưởng nóng tính, chị thì kiểu như mình đi làm á, phụ nữ mình đi làm nhiều á, áp lực á, vậy là không có tiếng nói chung trong gia đình thôi. Là mình ly hôn đã bao nhiêu năm rồi chị? 2016. 2016 là sau khi ly hôn thì chị về ở Đà Nẵng chị làm luôn hả? Không, 2018 chị mới về. 2018. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của chị Thủy là gì chị? Điểm mạnh hả? Thì nói về công việc thôi. Cũng mạnh mẽ, biết đó. Nhanh nhẹn. Quán xuyến được việc nhà, nấu ăn ngon. Có hát hay là nhảy gì được không chị? Không. Không nhậu nhẹt, không thích chỗ đông người. Rồi điểm yếu là gì chị? Yếu là nói chung có một chút là nó hơi nóng tính chút. Nóng tính trong công việc hay trong cuộc sống luôn chị? Có khi nào la con cái hay như nào không? Có. Nóng tính trong công việc, trong cuộc sống. Rồi từ năm 2018 tới nay thì chị có quen thêm anh nào không? Chị cũng quen vậy thôi nhưng mà không tới đâu. Quen bạn làm bạn. Quen anh đó bao nhiêu năm, bao lâu chị? À cũng một vài năm gì đó rồi chia tay. Là mình không hợp nhau hay là mình bị gặp vấn đề gì chị? À mình không sinh con. Là anh muốn sinh con mà chị không sinh con? Ừ, mình cũng lớn tuổi mình sinh con khó. Dạ, và nếu như bây giờ mà mình có một cái mối quan hệ khác thì chị vẫn không sinh con luôn hả? Ừ, cũng tùy. Tại vì bây giờ chị là phải thuộc tính ống nghiệm thì mới có con được, cái vì chị thuộc có con tự nhiên khó. Nên chị cũng tùy, ví dụ trường hợp mà ái quá thì mới làm, chứ còn không thôi. Chị thấy chị lớn tuổi với lại chị cũng không thích đẻ con trong giai đoạn lớn tuổi này rồi. Áp lực ví dụ như chồng chị đủ tài chính, đủ áp lực là đủ chi phí chị lo cho mấy mẹ con thì vẫn sinh bình thường, nhưng mà không ấy thì không sinh. Dạ, nếu như anh đó anh có gia đình và có con rồi thì chị có ngại vấn đề đó không? Thì cũng có con thì chị cũng có con mà. Dạ, thì nếu như mình đến với nhau thì hay bên mình ở chung với nhau rồi, chị có ngại vấn đề con anh con em ở chung với nhau không? Thì chắc chắn nó sẽ có nhiều cái phát sinh. Và khi xác định được mối quan hệ đó thì mình phải chấp nhận chứ sao? Mình sẽ cố gắng dung hòa, cả hai cùng cố gắng dung hòa chứ. Dạ, rồi mẫu người bạn nam mà chị mong muốn thì sẽ là như thế nào? Về tính cách, ngoại hình và công việc. Điềm đạm, nhưng mà quyết đoán. Công việc thì có thể là làm công việc kinh doanh hoặc là làm công việc về hành chính cũng được. Ví dụ như nhà nước hoặc là công ty gì đó cũng được. Chị. Nhưng mà phải có mức thu nhập và ổn định, và thứ nhất là phải giỏi. Chứ còn nếu mà một người mà quá bình thường thì chị sẽ không nghe lời, bởi vì tính chị rất là ngang. Và chị cũng phải ít nhất là phải có một cái gì đó để chị tương xứng về trình độ, để trình độ về sự hiểu biết xã hội, về công ăn việc làm, về mức thu nhập nữa. Chứ còn nếu mà nó thấp quá thì cũng khó, bởi vì khi mà dạy thì chênh lệch nhau quá thì nhiều lúc cũng không có hợp nhau á.
quan điểm của hai người mỗi người nó một kiểu hẳn không hợp. Giảm mức thu nhập của chị mong muốn ở ảnh là bao nhiêu? Khoảng tầm 50 triệu. 50 triệu một tháng ạ? Ừ. Thì nếu mà có ảnh có con nữa, ảnh có con, ảnh phải lo gia đình nữa, ảnh có con của ảnh, mấy đứa nữa. Dạ, mức thu nhập hiện tại của chị là bao nhiêu? Mức thu nhập của chị hiện tại cũng cỡ trong đó. Dạ. Đẹp hơn. Rồi còn về quê quán vùng miền của ảnh thì sao chị? Vùng nào cũng được. Nhưng mà ít nhất là ví dụ như có ở Đà Nẵng hay ở Sài Gòn thì ok. Còn ở Bắc thì chị cũng không mà lắm, bởi vì ở Bắc nó cũng khó, tại vì chị cũng chưa bao giờ ở Bắc sống. Nếu mà ở Sài Gòn thì chị vẫn vô Sài Gòn chị ở được, bởi vì chị đã có thời gian mười mấy năm ở Bình Dương, Sài Gòn á. Dạ, về quê quán thì từ Đà Nẵng đổ vào Sài Gòn là ok hết chị ha. Ừ, đúng rồi. Rồi hôm nay như là buổi phỏng vấn đầu tiên bên em nắm được những thông tin của chị Thủy rồi nha. Nếu như có anh nào phù hợp thì bên em sẽ liên hệ lại với chị ha. Ok.